Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh máy xúc cần cầu xe ben của mình. Rất là vui hôm nay này được giới thiệu với tất cả anh em và các bạn với một em đào, máy xúc đào Hitachi EX120-2. Đó, điện đóm thì đầy đủ các thứ luôn, nhập khẩu Nhật Bản này nhá. Giá cả thì chỉ bằng một phần hai máy mới thôi. Mọi người đang có nhu cầu tìm dòng Hitachi 1200-2 thì liên hệ với số điện thoại ở bên dưới, máy đang ở bãi luôn mọi người ạ. Dòng này thì nói thật với tất cả anh em là cứ mang về ra ngoài công trường đổ dầu vào là chiến thôi, chứ không phải ai ấy lo đắn đo bất cứ một cái điều gì cả. Đấy, các bạn thấy không? Được chưa? Rồi, bây giờ thì xin phép dừng video và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo của kênh Máy xúc cần cầu xe ben. Xin chào và hẹn gặp lại.